sư cho con hỏi khi mình niệm câu nam Tassa tathasa phagobato samma xong có nên đọc dịch nghĩa sang tiếng việt là con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phật cao qua đó ngài là bậc arahant cao thượng Từ chứng quả chánh biến truy do ngài tự hộ không thể chỉ dạy không và đọc nhiều được không hay chỉ đọc ba lần và con thấy người ta làm bù phép rất hay niệm câu này và con thấy người gọi hồn cúng cũng đọc câu này Câu này có phải linh thiên nên họ mới đọc. À, con cảm ơn sư. À, thưa với quý vị thì bây giờ người ta người ta muốn làm bùa làm phép, người ta có kêu cái trên trời dưới đất gì thì kệ người ta. Còn nếu mà quý vị hỏi nó có linh thiêng hay không á thì đây là một cái câu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Quý vị đảnh lễ với cái tâm thành kính và quý vị hiểu gì thấm nhuần được ân đức của Đức Thế Tôn được bao nhiêu thì mình có phước được bấy nhiêu. Nếu như mà quý vị đòi nó phải có cái linh ứng nha, linh ứng gọi là cái nhiệm màu thì nếu nói có thì nó cũng có một cái như vậy. Tức là nhờ cái phước mình cung kính và mình tưởng nhớ đến ân đức của Phật thì mình sẽ được những cái quả lành tương ứng. Chứ còn cái kiểu mà đòi quý vị bay lên trên cái đọt cây thuốc nốt gì ngồi ở anh phóng hào quang chuyện đó không có đâu nha. À, rồi còn cái còn gọi hồn cúng thì thôi người ta muốn chế sao người ta chế câu này á đọc mặt cười quá thứ nhất á, câu chuyện cái thứ nhất giải quyết nè à, đọc con năm có nên đọc tiền tiếng việt hay không như cái chuyện đọc tiếng việt hay không á nó gì đọc thì thích thì đọc mà không thích thì thôi cái chuyện quan trọng vì phải hiểu cái câu này nó nói cái gì và nghĩa nó cái gì Thế gì muốn học thì vô kiếm sư anh tệ học nha có cái đề mục tùy niệm Phật rồi tôi có, tôi có dạy một gì một loạt cái bài đó rồi không mở ra coi mình phải hiểu cái câu này Nam Mô là gì tách xá là gì phát có quá tô là gì arato tô là gì sao, mà, sao mà xá là gì mình làm gì mình phải hiểu mình đọc chứ không phải đọc mấy như con két còn và có nên đọc nhiều hay không thì xin thưa đọc 3 lần à, tại sao đọc 3 lần là tại vì ba lần để ghim cái tâm mình vào. Nó giờ cũng như là theo phong tục của Ấn độ cái thời đó đó là cái con số 3 nó là con số chắc chắn. Nghĩa là mình đảnh lễ Đức Phật với cái sự chắc chắn là con số không thay đổi đối với ngưỡng độ cho nên cái này là mình thói giờ là tụng ba lần. Nên nhiều mình tụng bốn lần là là mình tự mình thêm vô. Còn người ta làm bùa phép niệm câu này thì cái này tôi không biết nha. Không biết, không chưa. Không biết cái này bù phép còn còn gọi hồn người chết để cúng á. Cái này á theo theo tôi đoán á là là mình làm lễ chay tăng rồi mình thấy đọc cái này mình tưởng gọi hồn người chết về với ta là giống như cái câu Motasa này nè là cái câu mở đầu cho bất cứ cái cuộc lễ gì. Xin giới cũng đọc cái này. Tu tỳ kheo cũng đọc câu này trước, cái gì cũng đọc câu này hết đứa là ở đây á, lễ bái tâm bảo cũng đọc câu này trước, tức là đây là một cái mở đầu cho một cái cuộc lễ chứ không phải là đọc câu này nó linh ứng cái gì. quý vị thử quý vị tìm hiểu về cái câu này đi kiếm học đi học cái câu này quý vị thấy cái cái hay cái sự uh, cái hay của cái câu này, uh, ý nghĩa của câu này nó hay tới cái mức nào mà tại sao có cái câu này và uh, những ai là cái người nói lên cái câu này? mình thấy nó hay cực kỳ vô cùng nó hay thế nào để quý vị cái tâm hồn quý vị nó bớt bay bổng đi bằng cái vụ bùa chú hay là gọi hồn người chết này giùm nha quý vị hiểu nó là quý vị mấy cái tàu lao này nó văng ra hết nhớ giùm cái nha cái những cái khóa mà quý vị gọi tạm gọi là cha tăng cầu siêu á nó cũng không có phải là cái vụ gọi hồn đâu nha nói về tội nghiệp chết luôn Ờ, rồi cái chuyện mà sở dĩ mà chưa tăng á mà tụng bất kỳ cái gì đều phải bắt đầu bằng Nam mô Tát xá có nghĩa là sao à, là do thể hiện cái lòng kính đức phật nha và đảnh lễ đức thế tôn trước khi bắt đầu bất kỳ một cái chuyện gì nha ờ, đấy